cuốn sách Việt Nam quốc gia của tình thương với 13 chương. Trong quyển sách khổ nhỏ, tác giả Hà Huy Thanh đã rất chăm chỉ đề cập đến rất nhiều người, từ những nhân vật tôn giáo như Đức Phật, rồi các vị lãnh tụ như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Fidel Castro, cho đến những nghệ sĩ hay cả những con người rất đỗi bình thường. Tất cả các dẫn chứng đó là để khiến cho chúng ta hiểu rõ hơn các khía cạnh xung quanh hai chữ tình thương. Trong cuốn sách Việt Nam quốc gia của tình thương thì tôi nói rằng là nó là sự thấu hiểu, sự chia sẻ và kiến tạo giải pháp. Thấu hiểu là chúng ta phải thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu người khác, thấu hiểu hoàn cảnh của đất nước. Bây giờ chia sẻ là chúng ta phải có những hành động thể hiện sự ban tặng và biết ơn. Và kiến tạo giải pháp là chúng ta phải sử dụng bộ não của chúng ta, tư duy chúng ta và hệ thống niềm tin cài đặt trong bộ não để phát triển cá nhân, cộng đồng, xã hội và đất nước. Trên những trang viết của cuốn sách Việt Nam quốc gia của tình thương, Hà Huy Thanh cho thấy một tình cảm rất sâu đậm với quê hương mình. Anh gọi Việt Nam là quốc gia của tình thương. Đó là một lời lẽ tôn vinh và rất kính trọng đến rất nhiều những tiền nhân đi trước đã đổ xương máu để có được đất nước hôm nay. Khi hiểu được mình đang ở đâu trong một chuỗi các mắt xích của lịch sử, hiện tại và tương lai, người ta sẽ không khỏi cảm thấy biết ơn và thấy may mắn về những gì đang có.